đậu Bá Giang rượu làng trúng đích, nem đất vùng rau giá Trung Châu, Tân Hội có đội chèo tàu, ca trù Thượng Mỗ không đâu sánh bằng. Cùng với chèo tàu Tân Hội, hội diều Bá Giang, ca trù Thượng Mỗ là một trong ba địa chỉ văn hóa dân gian của huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tương truyền, ca trù xuất hiện ở Thượng Mỗ từ thế kỷ 17, gắn liền với người con gái kỳ tài Nguyễn Thị Hồng của dòng họ Nguyễn Duy đã được phong là đệ nhị cung phi. Tồn tại hơn 400 năm, ca trù Thượng Mỗ là niềm tự hào của người dân Đan Phượng. Một thời gian dài, nơi đây đã vắng tiếng ca trù và tưởng rằng ca trù Thượng Mỗ đã bị mai một. Gần 2 thập kỷ trở lại đây, có một nghệ nhân đã và đang cố gắng dành nhiều tâm huyết giữ bằng được bộ môn nghệ thuật ấy để tiếng ca trù đã lại được hồi sinh và có sức sống tại ngôi làng Thượng Mỗ. Tôi là Nguyễn Thị Minh Tâm, là nghệ nhân dân dân của xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. Tôi lớn lên trong dòng họ Nguyễn Duy, giờ là còn có một mình tôi dòng họ Nguyễn Duy, chuyên môn truyền dạy cho các cháu. Cái ca trù Thượng Mỗ là nguồn tự hào của bản thân tôi và của xã Thượng Mỗ và huyện Đan Phượng. Tôi bây giờ tôi mong muốn là luôn luôn là ca trù của xã Thượng Mỗ và huyện Đan Phượng là được phát huy mãi mãi về sau. Hạt móc xa tùng tùng tang tính tùng sinh sinh. Tôi còn bé nên 8 tuổi thì tôi cũng được đi theo bố mẹ đi hát các nơi và hát cửa đình, hát khao, hát cửa đình. Thì là tôi từ lúc ý là tôi coi như là nghe bố mẹ đàn hát thì là trong tâm muốn hát. Trong một thời gian thì về bố mẹ thì cứ dạy, thì bố mẹ dạy thì tối thôi. Ngày xưa thì các cụ thì đi làm nông nghiệp thì không có ngày dạy ngày, chỉ có dạy đêm nằm thôi. Đêm nằm dạy thì là các cụ thì dạy phách, thì các cụ cứ đánh vào bụng này. Thế, đánh phách xong là các cụ thuộc phách, trong các cụ dạy hát. Dạy hát xong là bắt đầu là bố mẹ khớp đàn. Thế là từ lúc đó thì được đi theo bố mẹ thì hát những cái bài cơ bản. Thế, những bài cơ bản thì là dần dần là hát được những bố mẹ dạy hát những cái bài cổ. Từ lúc đó thì tôi cứ là chuyên môn là bỏ hết tâm huyết ra để tôi học. Lúc nào tôi say mê học, lúc nào là cứ đi ngủ là thôi, còn chưa đi ngủ là cứ học hát suốt ý. Học bao giờ bằng thuộc thì thôi. Thì là tôi là được cái là tôi cũng rất phấn khởi là trong tâm mình nó cũng phát huy được những cái bài hát cổ nữa đấy. Đấy thì bố mẹ dạy thì là tôi cũng tiếp thu được. Thế là anh trai thì đánh đàn cho em đi hát suốt. Thế nhiều anh trai mới mất rồi. Đấy. Thế thì bây giờ là còn có một mình thì bây giờ là vừa học đàn, vừa học phách, vừa học trống. Lấy đâu để phụng loan nam bạn ư. Đấy, sống rồi phách ra nữa này, để đây cho cháu. Bộ đồng thử chứng giám cho các cháu trong câu lạc bộ ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng. Đình Đại Phú, nơi mà câu lạc bộ ca trù Thượng Mỗ do bà Tam là chủ nhiệm, thường xuyên sinh hoạt, tập luyện. Với mong muốn mọi người hiểu ca trù, yêu mến ca trù, tự hào và theo học ca trù để bộ môn nghệ thuật này không bị mai một. Suốt nhiều năm nay, bà Tam đã âm thầm, bền bỉ đến tận nhà, vận động từng người dân Thượng Mỗ tham gia câu lạc bộ. Học ca trù không phải chuyện dễ dàng, bởi ngoài năng khiếu, người theo học phải có lòng quyết tâm, tình yêu và sự khổ luyện. Từ năm 2005 cho đến nay, câu lạc bộ ca trù Thượng Mỗ đã phát huy được vai trò truyền dạy, gìn giữ và lan tỏa về ca trù tới các thành viên trong câu lạc bộ, tới nhân dân trong và ngoài Thượng Mỗ. Nộp câu lạc bộ thì mới đầu thì nó rất là khó khăn, thì gặp rất là khó khăn là các cháu thì bảo thì là nó không đến một lượt đâu, thì phải đi từng nhà vận động, thì gia đình người ta hiểu được cái ca trù là như thế nào đấy, vốn cổ đấy, thì người ta sẽ động viện con người ta đi. Thế thì từ lúc đó thì các cháu nó đến độ khoảng 5-6 đứa sau, xong đến dần dần nó đến 10 cháu. 10 cháu xong là các bà cũng đến, các bà từ 30 đến 35, 40, bây giờ có người 70, gần 80. Mới đầu các bà đến thì các bà cũng là tập, thì bảo nhau cùng nhau tập thì các bà cũng là tiếp thu nhanh. Thì là giờ thì cứ thỉnh thoảng thì là có, bây giờ thì có các bà thì là đi làm công ty, các em cũng đi làm công ty. Thế thì có đến học buổi tối thôi. Thế ngày nào nghỉ thì đến tập. Thế thì các bà thì lại bận con cháu. Đấy, thế là phải trông con cháu cho các con nó đi làm. Thế là cũng không có mấy thời gian mà học ngày. Thế thì các bà, các em nó đến học tối. Học tối thì cùng tất cả. Để câu lạc bộ mình tổng số tất cả là cả mới lẫn cũ là 38 người. Đấy, thì sinh hoạt thì cũng rất là đầy đặn. Sinh hoạt những ngày là thứ Năm, tối thứ Năm và tối thứ Bảy và Chủ nhật, tối thứ Ba. Mình làm thì đầu tiên thì mình cũng không dạy, thì cũng không phải lấy kinh phí của cháu làm, để dạy miễn phí hết. Các cháu nhiệt tình, các bạn thế, thì nhau các bạn đến tập rất là vui vẻ. Chúng tôi lại sinh sau bà Tam, cho nên là không được các ông cha truyền lại đấy, và thế là đâm ra chỉ truyền lại được cho bà Tam. Thế thì trong khi đó thì chúng tôi là thành lập câu lạc bộ là do bà Tam kêu gọi chị em trong dòng họ và kể cả những người ngoài nữa. Đấy, thì bao nhiêu năm nay là chúng tôi tham gia suốt. Đấy, tất cả các bài hát rồi những cái tiết mục gì là cũng được lên biểu diễn ở đền đình rồi sân khấu cũng rất nhiều. Là mong muốn là câu lạc bộ ca trù do bà Tam là nhân dân chủ nhiệm câu lạc bộ là sẽ là người đứng đầu, để cùng với các thành viên trong câu lạc bộ, kể cả chúng tôi già và các cháu chuẩn bị vào thì cố gắng hết sức để học tập và trau dồi để giữ gìn cái môn nghệ thuật của ông cha để lại. Các con nhé, bây giờ là các cháu con phải cố gắng học, là môn ca trù này là rất độc đáo mà các cháu là phải học để mai kia để tiếp tục là lối tiếp nghề ca trù này của ông cha để lại. Bây giờ các con là phải cố gắng học, môn nghệ thuật ca trù này là rất độc đáo. Bà làm sao bà có bí quyết giờ bà vẫn giữ được? Ôi giời, bà có bí quyết từ ngày xưa đến giờ, thì bà còn bé, bà lúc lên 8 tuổi ấy, nên là bà theo bố mẹ bà đi hát. Thế là bây giờ là giữ nghề từ ngày xưa đến giờ, bà còn khỏe bao nhiêu thì là bà sẽ truyền dạy cho các con là đầy đủ. Thế các con phải cố gắng, các cháu con có cố gắng không? Các con phải cố gắng. Đền Đầm Giếng, ngôi đền linh thiêng thờ cung phi đệ nhị Nguyễn Thị Hồng, người được nhân dân Thượng Mỗ tôn vinh là bà chúa ca trù. Nơi đây cũng là nơi mà bà Tam dành nhiều thời gian để truyền dạy cho các cháu nhỏ những làn điệu ca trù cổ, không ngại vất vả nắng mưa, ba cứ cẩn mẫn, tỉ mỉ để truyền lửa cho những bạn nhỏ tưởng rằng chỉ thích tới tivi hay điện thoại, thì ca trù lại là bộ môn mà các em cũng đã yêu mến, say mê và luyện tập. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tâm đã không nhớ nổi dạy được cho bao nhiêu cháu về ca trù. Hết lớp này đến lớp khác đã duy trì đều đặn nhiều năm nay. Có những em từ những lớp học của bà Tam cũng đã trở thành những ca nương giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tài năng nghệ thuật. Ca trù đã được các em yêu mến, được các em hát. Đó cũng là mong muốn, là tâm huyết, là cố gắng của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tâm. Tiên thì giảng dạy cho các cháu là đầu tiên là ca trù là một môn nghệ thuật rất là độc đáo, thì các bà với các cháu cố gắng tập, thì xong bắt đầu tập thì bắt đầu là tập cho các bà với các cháu là ca đàn trước, bắt đầu ca năm khổ đàn xong rồi vào phách thuộc xong hết rồi thì là mới chép bài hát cho các bà với các cháu hát, thì các bà với các cháu cũng nhiệt tình lắm. Ca trù thì nó hơi khó, rất khó. Bây giờ là hát việc giọng ca trù thì trong miệng mình nó phải tròn vành giữ tiếng, rõ tiếng. Thế bây giờ là con thì hát có các bà với các cháu bây giờ nó hát không bảo nó đến nơi đến chốn là nó hát nớ sang trèo với quan họ. Trong câu lạc bộ thì có ví dụ có độ khoảng 20 cháu, thì là có những cái cháu nó nhỏ quá, lúc nó 8 tuổi ấy, có đứa 8 tuổi thì này cháu nó hát chưa biết gì là mình phải dạy nó từng đi một tí đấy, dạy nó từ cái phách, từ cái đánh phách như thế nào, từ cái giọng hát như thế nào đấy, thế thì các cháu nó mới theo được. Thế thì bây giờ là thí dụ là dạy 10 cháu thì có 5 cháu nó hát là hay rồi, còn thì mất 5 cháu thì nó hát thì nó vẫn chưa được ấy lắm. Thì bây giờ là mình phải nhiệt tình để luôn tập trung vào cái cháu nó chưa biết, thì là dạy nó để cho nó theo được bằng các bạn kia. Đấy, thì bây giờ đấy, tất cả các cháu nó học đấy thì bây giờ nó hát được hết rồi đấy. Nhờ bà Tam nắn nót, chỉ đạo và rèn luyện đến gia đình con để mời con đi, nên là con đã học được rất là nhiều làn điệu. Con cảm thấy bà Tam rất là nhiệt tình để có thể giúp bọn con hát được những bài ca trù để nối dõi làn nghề di sản văn hóa ca trù Việt Nam ạ. Đến bây giờ con đã có thể hát được nhiều bài về ca trù, bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết, bài dạo chơi Hồ Tây và bài Quốc khánh mùng 2 tháng 9 ạ. Thuyền lan nhẹ nhẹ một con treo đùng đỉnh dạo Hồ Tây, sông dập dờn rắc nước lấn chiều mây, bát ngát nhẹ kiệu người du làm mưa, yên thủy mang mang vô hạn cảm ư. Con đã biết đến ca trù từ nhỏ, qua bà Tam đã đồng hành cùng con. Suốt chặng đường con học thì con cảm thấy mới đầu thì hơi khó, nhưng mà sự quan tâm của bà và tận tình của bà, bây giờ con đã biết hát và đánh phách ạ. Con cảm thấy rất yêu quý và tự hào về môn nghệ thuật ca trù ở xã Thượng Mỗ con. Trong những lúc học tập căng thẳng thì con thường ngân nga điệu ca trù để con thấy thư giãn hơn, và con cảm thấy rất tự hào về môn ca trù ở xã mình. Nhờ bà Tam đến gia đình động viên và khích lệ con đi học bộ môn ca trù này, nên con đã theo học từ bà. Nhờ bà chỉ dạy tận tình và chu đáo nên con đã học được rất nhiều bài. Mới đầu con học thì con cảm thấy hơi khó, nhưng khi được bà nắn nót từng câu từng chữ một thì con đã biết thì con đã biết hát và biết phách. Con cảm thấy dễ hơn và yêu thích bộ môn này hơn ạ. Khi học khó thì con chưa thích bộ môn này lắm, nhưng khi biết hát và biết phách rồi thì con cảm thấy yêu thích bộ môn này hơn ạ. Con hy vọng rằng con cùng với các bạn sẽ gìn giữ được nét văn hóa từ lâu đời này của ông cha ta để lại ạ. Không chỉ dạy hát tại đền Đầm Giếng, bà Tam còn tổ chức nhiều lớp học tại nhà riêng của mình. Các bà, các cô các cháu đều đã quen thuộc với ngôi nhà rộn tiếng trống, tiếng phách, tiếng hát ca trù. Những lớp học hoàn toàn miễn phí ấy đã được thường xuyên tổ chức nhiều năm nay. Bất cứ ai muốn học ca trù, muốn biết đến ca trù đều được bà chào đón và sẵn sàng truyền dạy. Bà cũng đã phối hợp với trường trung học cơ sở Thượng Mỗ để đưa ca trù vào trường học. Điều mong muốn nhất của bà là làm sao để ca trù có thể sống mãi trên quê hương Thượng Mỗ. Hay xuống nhà bà Tam chơi nên là em thấy bà Tam dạy các chị học hát và bà Tam hát. Và khi bà Tam ra hát ở chùa đình rất hay và em thấy nó độc đáo nên em cảm thấy thích xuống học ạ. Bà Nguyễn Thị Tam là một người rất là nhiệt huyết, tâm huyết với làn điệu ca trù. Vì vậy mà tôi rất muốn học sinh của quê hương sẽ giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa của quê hương mình, của dân tộc mình. Bởi vì đây là một nền di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận, cho nên luôn luôn bảo các con rất là tự hào về quê hương Thượng Mỗ chúng ta. Nghệ nhân dân dân Nguyễn Thị Tam thì rất tâm huyết đối với câu lạc bộ ca trù, và trong đó thì lãnh đạo địa phương cũng hết sức là hỗ trợ cho câu lạc bộ để hoạt động và duy trì đến ngày hôm nay. Thứ nhất là trước đây thì là thường là các dòng họ của Nguyễn Duy thôi, thì là chỉ có các con cháu của dòng họ Nguyễn Duy để phát triển trong cái thành lập câu lạc bộ ca trù. Nhưng hiện nay thì với sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã thì cũng chia sẻ là sẽ cùng với câu lạc bộ là phát triển ra ngoài dòng họ của Thượng Mỗ, trong đó cũng là phát huy là thêm là để kêu gọi thêm các thành viên ở các xã khác lân cận để có yêu thích môn ca trù. Nghệ nhân dân dân Nguyễn Thị Tam thì rất là tâm huyết đối với các cháu, khi các cháu cứ dịp nghỉ hè là nghệ nhân dân dân là sẽ mở các lớp của sinh hoạt câu lạc bộ của ca trù là đối với các cháu là nhiều hơn so với trong năm học. Sông thẳm mặt đất mây đụng cửa ai xa cục tuôn rơi hàng lẻ con thuyền buộc chặt môi tình nhà thì tôi cũng xuất xứ từ đam mê mà tôi cũng đi đến với làng ca trù. Lên đây mà đi với bà Tam cũng tương đối nhiều. Trong những cuộc hát ở đâu là thường gọi nhau đi, hay là hát khao, hát thế này, hát mừng thọ thế là chúng tôi cũng hay đi với nhau, rồi hát cửa đình cũng đi với nhau, rồi nghiên cứu cùng nhau để chia sẻ. Nhưng tôi thấy thế này, bà Tam tiếng đấy nhưng mà cái giọng là rất chuẩn. Về cái người ta bảo đổ hột thực sự đấy thì cái giọng đó là hiếm có, cái lẩy hạt ở trong cổ như thế này. Mà hơn nữa nhà chữ thì rất là tròn vành và rõ chữ. Thế quý thế, giọng sang sảng, nghe người nghe cũng truyền đến cho tay người nghe là đã cảm nhận cũng rất thích. Thế nên là tôi cũng là những người mà cũng được đi đánh đàn cho bà, cũng là nếu mà đến bây giờ mà nói cũng được gần 30 năm rồi. Không chỉ truyền dạy ca trù, biểu diễn ca trù, mang ca trù đến với mọi người gần gũi hơn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tam còn dành nhiều thời gian để ghi chép lại những làn điệu ca trù cổ của ông cha truyền lại. Bà cũng đã sáng tác nên nhiều bài ca trù về quê hương của mình. Nếu không yêu ca trù, không coi ca trù là máu thịt, là sức sống, thì khó ai có thể dành nhiều tâm huyết cho ca trù đến như vậy. Thì trong lúc mà rỗi thời gian thì là tôi sẽ sáng tác được vài ca khúc. Đấy, ca khúc Đất Tổ và một vài ca khúc đất Thượng Mỗ Đất Tổ, Đan Phượng Đất Tổ. Đấy. Phong cảnh hữu tình đấy. Thì là mấy bài Hồ Chí Minh là người Nam Việt. Đấy, ca ngợi Hồ Chí Minh. Đấy. Ngày xưa bây giờ là tôi cứ sáng tác, cứ ngồi tự nhiên sáng tác được những cái bài hát thế. Phấn khởi được là dạy được ở nhà cháu, câu lạc bộ thì được 4-5 cháu, thì giờ bây giờ nó truyền dạy được rồi. Được phấn khởi như thế thì không no mất nghề. Đấy. Thế bây giờ là mỗi ngày mỗi tiến bộ thì là được nhà nước họ quan tâm đến, thì là cũng rất phấn khởi để làm sao để gìn giữ được cái nghề ca trù này nó được mãi mãi về sau cho các con các cháu nó gìn giữ. Bằng những tâm huyết của mình dành cho ca trù, cho một giá trị truyền thống quý báu của quê hương, nghệ nhân Nguyễn Thị Minh Tâm đã giành được nhiều giấy khen, bằng khen và danh hiệu cao quý. Năm 2023, bà đã vinh dự nhận được danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Đây là một danh hiệu xứng đáng dành cho một tài năng, một giọng ca trù vốn quý của Hà Nội. Và quan trọng hơn, danh hiệu ấy cũng đã ghi nhận những tâm huyết, cố gắng, cống hiến của bà trong suốt nhiều năm nay dành cho nghệ thuật ca trù. Để ngày hôm nay, ca trù Thượng Mỗ đã được hồi sinh, có sức sống trong lòng nhân dân Đan Phượng nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm là một người con gái của dòng họ Nguyễn Duy, là xã Thượng Mỗ, cũng chính là dòng họ khởi nguồn cái dòng ca trù Thượng Mỗ từ xa xưa. Từ ngay từ thời còn trẻ, bà Nguyễn Thị Tâm đã có bộc lộ cái năng khiếu về ca trù. Trong cái thời gian mà ca trù cũng như thể là các di sản khác có dấu hiệu bị mai một, thì bà Nguyễn Thị Tâm luôn luôn âm thầm đồng hành cùng với cái di sản của cha ông để lại. Mặc dù không được trình diễn, không được gọi là thể hiện ở đây, ở đâu đó, ở những cái sản diễn lớn, thế nhưng trong lòng bà, trong con tim của bà luôn luôn khát khao một cái niềm say mê đến mức cháy bỏng. Chính vì vậy là bà đã mày mò tìm tòi lại được các làn điệu cổ đấy, rồi gìn giữ các cái nhạc cụ cổ của cha ông để lại. Ghi dấu một sự kiện đặc biệt của nghệ thuật ca trù đất Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, khi địa phương tổ chức chương trình giao lưu vinh danh nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian ca trù tại đền Đầm Giếng, nơi thờ đệ nhị cung phi Nguyễn Thị Hồng. Dưới mái đền cổ kính rêu phong, giữa không gian huyền ảo linh thiêng ấy, những nhịp phách ngón đàn vang lên tạo đà thăng hoa cho giọng hát đầy khi ngân nga lúc đổ hột nức nở của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tâm cùng các thành viên câu lạc bộ ca trù xã Thượng Mỗ. Tiếng đàn ấy, tiếng trống ấy và tiếng hát ca trù ấy là một trong những minh chứng cho sự hồi sinh và sức sống của ca trù Thượng Mỗ. Và để có được sự hồi sinh sức sống ấy, không thể không nhắc đến những đóng góp bền bỉ của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tâm. Chúng tôi tin rằng bằng tâm huyết, tình yêu của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Minh Tâm và những người yêu ca trù của quê hương Đan Phượng sẽ giúp cho ca trù nơi đây được lưu giữ và phát huy, có sức sống lâu bền, mãi là niềm tự hào của Đan Phượng nói riêng và Hà Nội nói chung.